Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay sáng sớm tôi dậy, tôi ra bến xe, lấy xe đò đi Siem Reap, vừa ngồi vừa ăn miếng bánh bao để đi Siem Reap chơi nha. Tôi đã lên ngồi trên chiếc xe van. Xe van này có 13 chỗ ngồi và cứ một tiếng thì họ có một chuyến. Giá vé của chiếc xe van này chỉ có 15 đô la một chiều, chạy từ Phnom Penh tới Siem Reap. Khi nào mình muốn về thì lại mua từ Siem Reap về tới Phnom Penh một chiều khác, cũng 15 đô la thôi. Đây rất là thuận lợi thưa quý vị. Xe bắt đầu lăn bánh chạy ra khỏi thành phố Phnom Penh. Cảnh những người trong xe, mọi người đều lo chuyện riêng của mình hết. Xe dừng xuống một trạm để bà con duỗi tay duỗi chân, nghỉ hơi xả hơi, làm việc vệ sinh, mua đồ ăn. Tôi mua một trái bưởi, mấy trái chuối nướng. Đang trên đường đi như vậy cũng vui. Con đường phía đông biển hồ chạy lên Siem Reap là miền quê, nhưng ở đây họ cũng có nhà cửa, ruộng vườn phát triển đều đặn, cho thấy Campuchia cũng đang thay cha đổi thịt rất là nhiều. Đây là phía đông, con đường đi đông biển hồ lên tới Siem Reap đây. Tôi rất ngạc nhiên, họ cũng phát triển xây cất rất nhiều hai bên vỉa đường. Thật là lạ lùng, trước đây tôi không ngờ như vậy. Trước đây tôi chỉ nghĩ rằng là miền quê chỉ có ruộng núng nước thôi, nhưng không ngờ hai bên đường bây giờ xây cất nhà cửa gì lên quá trời. Mấy
mai như vậy, khoảng chừng chục năm nữa thì những cái miền vùng quê như vậy cũng khác nhau lắm nữa rồi. Chúng tôi tới bến xe Siem Reap rồi. Ở đây là ngay bến xe Siem Reap nha. Rồi bây giờ lấy xe túc túc đi về khách sạn. Lấy xe túc túc đi về khách sạn. Đây là phố xá của Siem Reap đây. Đang lấy xe túc túc về hotel. Phòng khách sạn của tôi đã nhờ người đưa đồ vào phòng hết rồi. Đây là phòng khách sạn cũng rất là khang trang, không quá sang trọng nhưng đầy đủ tiện nghi. Đây là phòng khách sạn mà tôi thuê ở tại Siem Reap. Tôi xin chào tất cả quý khán thính giả và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.